chặt các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Kawasaki Ninja 250 nâng cấp cực khủng với dàn chân cực chất hơn cả người đàn anh 1.000 phân khối. Kawasaki Ninja 210 được xem là cậu em út gia đình Ninja, được nhiều anh em biker lựa chọn bước tiến khi phong trào chơi cái phần có lớn, thừa hưởng từ một cái đẹp sẵn có từ những người đàn anh lớn trong gia đình Ninja, nên chỉ có những nâng cấp ở phần dàn chân cũng đủ khiến nó không hề kém cạnh bất kỳ cái chiếc bốc bay nào ở trên thị trường. Dựa trên thiết kế ảnh hưởng từ người đàn anh cả là ZX1R trong gia đình Ninja, cái bản thân của chiếc Ninja 210 trong clip này được trùng tu mạnh mẽ, cái dàn ngoại thất sử dụng hệ thống che trước upside hầm hố kết hợp cùng với bộ mâm của người đàn anh là Honda Super R1000 R Palace hiện nay, tăng thêm cái độ ổn định và cảm giác độ của con xe tốt hơn so với những trang bị mà Kawasaki cung cấp. Phù hợp hơn với dàn chân cực lớn này, hệ thống cấp sau cũng được nâng cấp cho đồng bộ, thay đổi phanh trước từ cái đĩa đơn sang đĩa đôi, kiểm soát phanh thông qua các cặp phanh Rainbow 4 bit ở trước và phía sau là Rainbow 2 bit ở xứng. Phần đuôi xe mang thiết kế tương tự với người đàn anh xếp ngang hiện nay, được tháo bỏ chắn bùng và đèn tín hiệu phía sau, các chân phụ nhằm tạo ra cảm giác thể thao vốn có. Về mặt sức mạnh thì cái mẫu xe này có dùng cho mình cái khối động cơ xanh đồi DOC dung tích là 249 phân khối, làm mát dung dịch, đi cùng với đó là hệ thống phun sinh tử hợp số sơ cấp, sinh ra một công suất đa là 38,4 lực tại bồn tua là 12.500 vòng trên phút, cùng chiếc moment tích đại là 23,5 m tại bồn tua là 10.000 vòng trên phút. Chi trì phát huy cái đỉnh điểm của nguồn sức mạnh đó, bản độ còn được cung cấp thêm một hệ thống ống xả Austin Racing Full System. BMW S1000 ER nâng cấp cực chất với dàn chân siêu đỉnh. Cái chiếc BMW S1000 ER là siêu mô tô hàng đầu khi trang bị đến từ hãng xe Đức, nổi tiếng ngay điểm ra mắt đó là ấn tượng sâu sắc qua phần thể. Đến kết phiên bản năm 2008 vừa khép lại năm ngoái, mẫu xe này được người chủ nâng cấp lên cái dàn Optum đẳng cấp, tôn vinh một chiếc đẹp và hiệu sức dụng cho chiếc xe trong clip hôm nay. Dựa trên tổng thể được đánh giá là hoàn hảo thời điểm ra mắt năm 2008, phiên bản này còn được người chủ giữ nguyên tiêu chuẩn ở bên ngoài, chỉ chú trọng thay đổi một số chi tiết cụ thể góp phần nâng cao hiệu sức sử dụng, giảm cái trọng lượng chiếc xe cũng đáng kể. Đầu tiên là trang bị cụm phanh Rainbow Costa thời mới, các càng bốc bệ tay lái tay tét, cái kính gió mình còn racing, chập chân kính CNC, ốp trang bị carbon fiber xuất hiện ở một số vùng trên cơ thể chiếc xe. Hiện diện ở cái phần thân dưới, cái sự góp mặt khích lệ từ cái bộ mâm BST Carbon để phần Rainbow D-Rise, phần trước Rainbow D-Can CB bộ AX, phần sau là Rainbow Bedis 2-bit đối xứng bộ dầu S, bộ số gãy latex chuyển đổi từ tư thế người cầm lái trong thể thao hơn, mở ra chip linh hoạt hơn trong quá trình sơ số. Và giá của chiếc BMW S1000 ER 2008 đang bán ở Việt Nam là 599 triệu Việt Nam đồng tại điểm ra mắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, nhớ like, share, subscribe.